cũng có chả giò vô trong. Món này mọi người lỡ ngán chứ. Ở gà chưa? Măng cục, mãng cầu. Hi, xin chào cả nhà. Thì ngày hôm nay ở đây hôm nay tôi sẽ làm một món khá là đơn giản để ăn, một đó là chả giò. Ở đây thì Tiên có một cái bịch chả giò. Chả giò này cũng rất là nổi tiếng ở Xuân Thủy mọi người. Đây là chả giò da xốp nha. Thì sẽ chiên cái chả giò này lên và ăn với bún. Chiên chả giò thì Tiên sẽ đi pha nước chấm nha mọi người. Ở đây là Tiên sẽ dùng 3 muỗng nước mắm nha mọi người. Cái này tiếp đó thì Tiên sẽ cho tỏi vào đây nha mọi người, khoảng 4-5 tép tỏi. Tiên sẽ cho vào đây là 3 muỗng đường nha mọi người. Tiếp đó là 3 muỗng nước lọc nha. Sơ lên và tắt nha mọi người. Hôm nay Tiên sẽ dùng tắt nha. Có hôm thì Tiên dùng chanh, có hôm thì dùng giấm mọi người, nhưng mà hôm nay sẽ đổi gió, sẽ dùng qua tắt nha mọi người. Đây, cuối cùng thì xong chén nước chấm rồi mọi người. Dọn ra mâm thôi. Mời cả nhà ăn chung với Tiên nha. Tiên đây, ở đây Tiên có một cái chén mắm mọi người. Đây có một cái chén mắm để mình chấm chung với cái này. Nó giòn. Ăn uống bánh mình ăn uống ớt rất là ngon. Và thêm một cuốn rau nha mọi người, cho rau vào đây. Cũng có chả giò vô trong. Anh ăn chả giò không nè? Nước tốt lắm. Đập lên cho ăn với bún nha mọi người. Rồi, sau đó là mình chèn miếng mắm nè. Ừ.
đều lên. Rồi cho chả giò lên nha. Mới nay mọi người lỡ ngán chứ à, gỏi gà chưa? Măng cục, mãng cầu. Giờ đâu cũng đang là trend hết mọi ha. Trà mãng cầu. À với lại cà phê muối đó mọi người. Mọi người biết cái món đó không? Tiên thật ra thì từ cái lúc mà cái trend nó có bây giờ, trà mãng cầu tôi cũng có ai muốn tiên không? Trà mãng cầu tôi cũng chưa uống. Chưa uống luôn nha. Rồi cà phê muối cũng chưa uống, rồi trà măng cục. Chưa uống luôn rồi nó những cái thể loại mà trà trái cây đồ đó là tôi chưa uống luôn á. Chắc cũng là phải mua uống thử hoặc là tự làm tại nhà. À nếu mà nói về trái cây á thì cái trà dâu, trà dâu nè, trà dâu tầm với lại trà ổi ha mọi người, trà ổi hồng á, hồi đợt lâu rồi đó là tiên có uống nha. Nè cái trà hot trend thì uống đây như trà xoài, trà trái cây, trà mắng cao của trà mắng cục đâu đó. Tôi cứ thử. Gãy gọt lên ăn là gãy gọt da khớp mọi người. Cái da nó sẽ giòn giòn. Cho mấy cái mắm. Mọi người thích ăn chả giò với nước mắm hay là với hương ớt nhiều hơn? Nếu mà để ăn với bún á thì nên chọn nước mắm nha. Còn mà để ăn mà ngồi ăn không, ăn chơi, ăn lai rai á thì chắc là hương ớt ngon hơn.
Quá đã. Thì cái video clip đầu tiên đến đây cũng là kết thúc nha mọi người. Nếu mọi người yêu thích kênh Góc Nhà Tâm, mọi người đăng ký, like, share và ủng hộ cho Tiên có thêm động lực làm thêm nhiều video mới tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.